phật dạy này thiện hiện do nhân duyên này nên biết tất cả pháp đều là vô tướng vân vân này thiện hiện đại bồ tát khi học tất cả pháp đều là vô tướng vô niệm vô tác ý thường có thể tăng ích sở hành là thiện pháp đó là bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng nổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì hoặc thánh đế khổ tập diệt đạo hoặc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện hoặc tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ hoặc tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa hoặc bậc cực hỷ bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân hoặc năm loại mắt sáu phép thần thông hoặc mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Tất cả các Phật Pháp như thế đều do học vô tướng, vô niệm, vô tác ý mà được tăng ích. Vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát trừ Pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, không có Pháp quan trọng nào khác phải học. Vì sao? Này thiện hiện vì ba Pháp môn giải thoát có thể thu nhiếp tất cả Pháp diệu thiện. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không, quán tất cả pháp tự tướng đều không. Pháp môn giải thoát vô tướng, quán tất cả pháp xa lìa các tướng. Pháp môn giải thoát vô nguyện, quán tất cả pháp xa lìa sở nguyện. Do ba pháp môn này có thể thu nhiếp tất cả thiện pháp thù thắng, lìa ba pháp môn này mà tu tập thiện pháp thù thắng thì chẳng sanh trường. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể học ba pháp môn giải thoát như thế thì có thể học năm quẩn cũng có thể học 12 xứ, cũng có thể học 18 giới, cũng có thể học 6 giới, cũng có thể học bốn thánh đế, cũng có thể học bốn duyên, cũng có thể học các pháp từ duyên sanh ra, cũng có thể học 12 duyên khởi.